Chủ tịch Cuba Viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại La Habana, sáng ngày 24 tháng 7 giờ địa phương, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Cuba tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại La Habana tháp tùng chủ tịch Miguel díaz Canel còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Manuel Marado Cruz, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Molares Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez Parilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Salvador Vandesisa, Phó Chủ tịch Quốc hội Anna Maria Mari Machado cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Đồng chí Miguel Díaz-Canel khẳng định Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát không gì bù đắp với nhân dân Cuba. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết cá nhân ông và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba có mặt tại buổi lễ đã có dịp gặp và làm việc với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đồng chí rất thân thiết, người anh em chí tình của nhân dân Cuba. Cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng là tài liệu tham khảo quý báu mà ông luôn trân trọng đặt trong phòng làm việc nhà lãnh đạo cuba nhấn mạnh rằng trên các cương vị công tác khác nhau tổng bí thư nguyễn phú trọng luôn nhiệt thành thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt anh em bền chặt và tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc cuba và việt nam Chủ tịch Cuba tin tưởng rằng trong những đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi ghi dấu trong sự nghiệp của Đảng và nhân dân Việt Nam, ghi sổ tang Chủ tịch Cuba viết, trong giờ phút đau thương này, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng những đóng góp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi ghi dấu trong sự nghiệp của Đảng và nhân dân Việt Nam, mãi mãi tưởng nhớ người bạn chân tình. Về phần mình, đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo Việt Nam duy nhất đã 5 lần đến thăm hòn đảo Cuba anh hùng trên các cương vị công tác khác nhau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thấu hiểu, cảm thông và sẵn sàng hỗ trợ Cuba. Cảm ơn tình cảm của các cấp lãnh đạo và nhân dân Cuba anh em dành cho Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuba là nước đầu tiên tuyên bố dành 3 ngày tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là minh chứng cho tình anh em đặc biệt giữa hai dân tộc. Thủ tướng Manuel Marado xúc động: "Hôm nay chúng tôi tề tựu tại đây, có cả bí thư thứ nhất, chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, phó chủ tịch nước và nhiều ủy viên bộ chính trị, tại đại sứ quán Việt Nam để bày tỏ tình yêu thương mà chúng tôi dành cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Năm ngoái, tôi đã có dịp đến thăm Việt Nam và cảm nhận tình cảm thắm thiết mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" luôn dành cho đất nước chúng tôi tôi nghĩ rằng trong những ngày này cả đất nước cuba đã thể hiện tình cảm đoàn kết với việt nam quốc hội đã thay mặt nhân dân mặc niệm đồng chí nguyễn phú trọng cả nước cuba để tăng đồng chí tất cả những tình cảm sâu sắc đó là minh chứng cho lòng biết ơn đối với tình đoàn kết tình bạn chân thành mà đồng chí luôn vun đắp cùng mỗi người dân việt nam cùng chung cảm nhận Phó Chủ tịch nước Salvador Vandes Mesa khẳng định, toàn đảng, toàn dân Cuba đồng hành cùng Việt Nam trong thời khắc xúc động sâu sắc này. Cuba sẽ luôn sát cánh bên Việt Nam, như Tổng tư lệnh Fidel Castro từng nói. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Trong những ngày này, truyền thông Cuba liên tục đăng tải nhiều bài viết nêu bật những đóng góp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tình hữu nghị, tình bạn, tình anh em hiếm có Việt Nam-Cuba. Cuba tuyên bố quốc tàng tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Sáng 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam, báo Ranma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba và các phương tiện truyền thông Cuba đồng loạt đưa tin, chia sẻ nhiều cảm xúc thương tiếc Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa từ trần lúc 13 giờ 38 phút chiều ngày 19 tháng 7. Theo tờ Ranma, để tỏ lòng thương tiếc, tưởng nhớ người đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba quyết định để tan chính thức từ 6 giờ ngày 20 tháng 7 đến hết 24 giờ ngày 21 tháng 7 và quốc tan từ 6 giờ đến hết 24 giờ ngày 22 tháng 7. Thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Cuba nhấn mạnh. Nhân dân Cuba vô cùng thương tiếc khi biết tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần. Trong sự nghiệp chính trị lâu dài và phong phú của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một trong những người nổi bật nhất trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị anh em, tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước Cuba, Việt Nam. Tại Cuba, trong thời gian để tang chính thức và quốc tang, ở tất cả các tòa nhà công cộng và các trụ sở quân sự sẽ treo cờ rủ trong thời gian quốc tang, các buổi biểu diễn công cộng và các hoạt động lễ hội sẽ bị hoãn hoặc hủy bỏ. Từ ngày 19 tháng 7 đến 20 tháng 7, nhiều cơ quan tổ chức ở Cuba đã có hình thức phù hợp tưởng nhớ tới người đồng chí ở Việt Nam. Tối 19 tháng 7 theo giờ Việt Nam, ngay sau khi nhận tin buồn, tại kỳ họp thường kỳ đang diễn ra, Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Ron Castro Ruiz và Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi thư chia buồn tới Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 5 lần thăm Cuba. Ông cũng là nhà lãnh đạo Việt Nam duy nhất đã 5 lần đến thăm Cuba trên các cương vị công tác khác nhau. Năm 1989, khi là Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Cộng sản, ông đã đến thăm Cuba và tham dự hội nghị của các cơ quan thông tin lý luận. Năm 2001, trên cương vị bí thư thành ủy Hà Nội, ông dẫn đầu một đoàn đại biểu của thủ đô Hà Nội thăm hữu nghị Cuba theo lời mời của bí thư thành ủy La Habana. Khi đó là ông Esteban Lazo Hernandez, hiện là chủ tịch quốc hội Cuba. Năm 2010, chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội Việt Nam thăm Cuba theo lời mời của chủ tịch quốc hội Cuba Thời điểm đó là ông Ricardo Alacón de Quesada. Năm 2012, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 8 đến 15 tháng 4 năm 2012. Lần cuối là năm 2018, nhận lời mời của bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ron Castro ruiz Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba từ ngày 28 đến 30 tháng 3 năm 2018. Truyền thông Cuba tri ân những đóng góp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Tại La Habana, ngày 20 tháng 7 là ngày đầu tiên Cuba để tang Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Toàn bộ các phương tiện truyền thông chính thống của Cuba đều đăng tải các tin, bài về sự yên nghỉ của một người anh em, người bạn lớn của nhân dân Cuba. Những bài viết, một sự mất mát không thể bù đắp với Cuba, Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo tầm thế giới, cùng nhiều tin bài về sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng trên trang nhất của các báo điện tử như Drama, Rensa Platina, CAN, Cuba Debates, Radio De Radio Hesse, Cuba C và Radio Rallo. Các tin bài cũng được trích hoặc đưa nguyên văn điện chia buồn của Đại tướng Raúl Castro Ruiz và bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gửi tới Chủ tịch nước Tô Lâm. Các nhà lãnh đạo Cuba đã bày tỏ sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không thể bù đắp đối với Cuba. Đất nước sẽ luôn tưởng nhớ đồng chí như một người anh vĩ đại, một người thúc đẩy không mệt mỏi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, quốc hội, chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta. Người bạn thân yêu Nguyễn Phú Trọng sẽ được các thế hệ người dân Cuba nói tiếp, ghi nhớ như một trụ cột trong mối quan hệ hữu nghị lâu dài của chúng ta và là một người anh em vĩ đại, luôn sẵn sàng gian tay đoàn kết trước những thách thức phức tạp nhất. Nội dung các bức điện khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là tài sản vô giá cho thế hệ sau. Những đóng góp của ông về vai trò của đảng Cộng sản, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tầm nhìn về quan hệ quốc tế trong bối cảnh hiện nay là đóng góp nổi bật vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trường tồn, được minh chứng qua những thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, tấm gương cá nhân, di sản trí tuệ và sự nghiệp chính trị của người sẽ là những tài liệu tham khảo thiết yếu trong mọi công cuộc của nhân dân Việt Nam. Các lãnh đạo Cuba cũng khẳng định ý chí kiên định tiếp tục tăng cường mối quan hệ anh em giữa Cuba và Việt Nam. Theo truyền thống Cuba, trong suốt sự nghiệp chính trị lâu dài và nhiều thành tựu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người nhiệt thành thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt anh em và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Cuba và Việt Nam. Ngày 19 tháng 7, báo điện tử cubadebase.cu của Cuba đã đăng bài viết của tiến sĩ Ruvisley Gonzalez C đề cao những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển đất nước. Tiến sĩ Ruvisley Gonzalez đánh giá rằng, hiếm có một nhà lãnh đạo nào như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội tụ đủ năng lực vừa là nhà chiến lược chính trị, nhà lý luận xuất sắc của hệ thống chính trị xã hội, đang lãnh đạo đất nước và được nhân dân rất yêu quý. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cấp cao duy nhất của Việt Nam Giữ chức ba nhiệm kỳ liên tiếp kể từ khi bắt đầu quá trình đổi mới, nhờ khả năng lãnh đạo tuyệt vời, tư duy lý luận của ông đã được áp dụng vào thực tiễn và đạt được những kết quả quan trọng trong quá trình chuyển đổi xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tác giả nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những chính trị gia Việt Nam nổi bật nhất trong lĩnh vực lý luận, có đóng góp đáng kể trong việc tìm hiểu những vấn đề phức tạp gắn liền với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội với đặc thù lịch sử văn hóa của đất nước tư duy của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển sâu sắc của nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội sự thừa nhận các mối quan hệ thị trường và thương mại tiền tệ trong phương thức sản xuất nói trên cũng như điều chỉnh mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể mà thế giới đặt ra thế giới đang phải đối mặt bằng cách công nhận nền kinh tế mở của đất nước tư tưởng của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã để lại một di sản và những bài học quan trọng cho phong trào xã hội chủ nghĩa quốc tế. Việt Nam ngày nay là một quốc gia lớn hơn, mạnh mẽ hơn, có uy tín quốc tế cao. Tác giả cũng đề cao vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc chống tham nhũng, dẫn đến nâng cao tính minh bạch và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tác giả bài viết, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ năm 2011 đến nay, Việt Nam đã chuyển đổi từ một quốc gia có thu nhập trung bình thấp trở thành một trong những con hổ châu Á và dự kiến sẽ đạt mức thu nhập cao vào năm 2045. Đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam được cải thiện rõ rệt. Trong chính sách đối ngoại, dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã thực hiện một trong những mối quan hệ quốc tế thành công nhất với dấu ấn đặc biệt của mình, bằng cách thực hiện chính sách ngoại giao mang bản sắc cây tre, theo nguyên tắc 4.0. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy chính sách làm bạn với toàn thế giới, Điều này đã đạt được sự cân bằng lớn với các cường quốc lớn nhất thế giới và duy trì quan hệ cấp cao với tất cả các cường quốc này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sâu sắc thêm các mối quan hệ đặc biệt với Lào, Campuchia và Cuba, đồng thời tăng cường các mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. Cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thúc đẩy quan hệ với Cuba và nổi bật là mối quan hệ đặc biệt với các lãnh đạo Fidel Castro Ruiz, Raúl Castro Ruiz cũng như với bí thư thứ nhất đảng cộng sản Cuba, chủ tịch nước Miguel Díaz Canel. Ông đã thăm Cuba nhiều lần nhưng đặc biệt vào năm 2018 khi bày tỏ đây không phải là một chuyến thăm mà là một chuyến trở về đoàn tụ với anh em của tôi. Kết thúc bài viết, tác giả đánh giá Việt Nam không chỉ mất đi nhà lãnh đạo kiệt xuất mà có thể nói thế giới đã mất đi một trong những nhà lãnh đạo hiện tại và thông thái nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại một di sản lý luận và thực tiễn to lớn.